không tốt nhanh này. Đang chờ đâu anh Tuấn? Cười lên em. Đồng. À anh Đồng nhầm. Với cả anh em là ai mà hôm bên quán tặng là hơn nhiều tiền đấy, mấy củ ấy. Vô địch huy chương lại có tiền rồi, vô địch cần lắm lại có thêm 2 triệu nữa. Đấy. Ôi, cũng đau tay. Ủa. Một đều. Một đều à? Còn chưa đi đẩy à? Ôi, cố lên. Đây là vô địch 60 gặp vô địch 70. Du cả Đức. Lại tuột lại buộc. Thế thì em là khả năng để sẵn. À, anh Đồng cũng mỏi rồi. Đồng mỏi rồi. Mày, mày, mày là mày ngon nhất rồi đấy. Mất tốt rồi thôi nhỉ. Không cố làm gì. Không muốn chịu. Giải nhất được 5 củ ấy gì ấy. Không cố làm gì ấy. 5 củ ấy. Làm gì được 5 củ. Lấy đâu ra. 2 triệu. Thôi nhả đi. Nhả đi, nhả đi. Cố lên, cố lên, lên. Cố lên. Nhả đi. Vũ Nguyên đấy là thua. Kéo được, xong rồi. Trận tiếp theo Mr. Sipach Cường Nguyễn Cường, Cường Nguyễn gặp Mr. Đồng. Vô địch nhà hạng dưới 80 gặp vô địch ngoại hạng. Trận thứ 2 đấy, mẹ lấy còn bắt được. Lên thần rồi. Đánh móc này. Vô điên, vô điên. Một tay. Quá vai của anh Đồng. Tốt, tốt, anh Đồng ơi, tốt đấy. Bóng. Móc đây. Móc. Khó tay. Móc, 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 móc sâu tay vào. Móc sâu vào. Tụt tay. Tụt tay thì lại càng dễ tốt. Quá hay luôn. Đức không ăn được. Đức hơi khó ăn. Đức có sức không Đức? Có sức không? Em có sức không? Buôn hết tay. Buôn hết tay rồi. Cố dư này. Trời. Anh Đồng ơi chơi đoàn móc anh Đồng ạ. Du còn sức không Du? Gặp hai đối thủ này được không? Đấy. Hay lắm. Hai câu rồi. Mắt con nhóc đúng. Nói lại vào trận cuối. Trận cuối đánh con tròn. Đánh cái này mà anh thân tất nhánh. Xong rồi à? Tốt thế chứ. Thường dạy đánh tốt người tay dài. Đâu ăn thua. Hết sức rồi. Không phải đối thủ. Không phải đối thủ. Ôi, có nghĩa là vô địch cứ từ cao đường rất là đúng rồi. Không gặp gì nữa, vô địch xong. Thắng thêm trận nữa là xong. Không đủ. Đây, Cường nó thắng nốt trận này là gần như xong. Đức thắng là vô địch gặp lại. Ai Đức thắng là vô địch gặp anh Đồng nữa phát nữa. Đúng. À, lại chạy. Tóm tay buộc tay lại chết rồi. Ủa, anh chẳng đây anh này gặp lại nhá. Em mà anh chưa đoàn móc anh không chơi. Móc thua luôn. Móc thua luôn. Tăng là dù móc. Chơi móc rồi. Đúng rồi. Tay 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 nó vươn lên kìa. Đấy ơi nhìn thấy chưa? À đấy. Cường ngoại này. Bỏ bỏ ra, bỏ dây ra. Ngoại mạng luôn à?
Đức ơi, cố lên em ơi. Đấy. Anh Đồng mà ăn thằng Đức thì lại là hòa. Ba người lại hòa. Cân kèo. Nhưng thằng này 2-1 nó vẫn nhất. Thằng này 2-1 cơ mà. Thằng Cường nó đang 2-1. Nó không chơi. Đúng không? Ôi dồi ôi, ngoẹo cổ tay rồi. Buông lại thua rồi. Anh Đồng ơi, liệu ăn được thằng Đức không? Nó đối với nhau. Móc đau tay rồi. Đức ơi, Cường ơi, cổ tay mày đang đau đấy. Trận này rất căng thẳng. Rất bền phết đấy. Đức bền, cổ tay nó cứng. Cổ tay kìa. Cố lên. Ngửa đấy. Chuẩn bị. Cố lên em ơi. Thắng 2-0 nhá. Anh mà thắng Đức 2-0 là nó sẽ là. Anh mà thắng Đức 2-0 là Cường vô địch. Anh vô địch chứ. Lại phải bật tiếp anh ạ. Anh thua Cường 2-0 gì á? Lại phải bật tiếp. Anh mà thắng thằng Đức. Anh bởi thằng này đang 2-1. Nhưng mà sẽ là cân. Không sẽ là cân gì, ai sẽ là cân. Ô thế này thì Cường mà thua một trận là Đức đấy. Bây giờ là nếu mà gặp thế anh ơi vẫn phải gặp tiếp anh ạ. Được nếu mà như thế thắng rồi. Đúng rồi. Nhà là ai cho nhà? Anh Đồng mà muốn huy chương bạc không đéo huy chương bạc cũng không được cúp rồi. Nếu Đồng khó Đồng không được cúp anh Đồng. Đức đang mỏi tay rồi. Cường đã mỏi tay rồi. Rồi. Anh Đồng mỏi tay rồi. Đồng tới ba cùng lại đấy. Xem nữa đây đấy. Cường mỏi tay rồi. Cường mỏi tay rồi. Cường thua. Còn thua 2-0 là anh Cường vô địch. Cái trận này đã được quả nào chưa? 1-0 rồi đúng không? Chưa chạm. Cố lên, giữ đi. Thắng 2-0 là mày vẫn nhất. Rồi. Vẫn có khả năng. Bây giờ trừ khi là Đức nó thắng được anh Đồng. Thì ông nhất. Đức thắng được đâu không? Thắng được. Đức có thắng anh Đồng một việc là nhất đấy. Anh Đồng một việc là nhất đấy. Nếu mà thắng 2-0 thì là nó nhất. Anh Đồng ơi, cố lên anh Đồng ơi. Đồng có cặp á. Móc lên Đồng ơi. Móc, đúng rồi. Anh Đồng chưa móc. Chết rồi. Đức đi vô địch rồi. Đức không vô địch rồi. Còn mẹ. Phải cứng lắm đi ra. Chúng mình vừa bảo mang cái thánh lên cũng mang vậy. Mẹ chết to rồi. Anh Đồng ơi, cố lên Đồng ơi. Đâu ơi, cố lên. Anh chỉ thua nó một set thôi là. Không gặp cái gì nữa. Nó thắng 3 trận non thì đấu sao mà ấy được. Lỡ mơ về Phú Thọ thật rồi. Thái Nguyên, phải Thái Nguyên. Anh Thành ơi, thế mà em thắng đây. Hai ông đều tay to như nhau. Bàn tay. Anh Đồng ơi, chưa lần móc đây. Đúng không? Đức tốt từ đầu đi. Vai cao lên Đồng. Đức ơi, cố lên. Vai kìa anh Đồng ơi. Nào, chuẩn bị chưa? Chưa? Thằng này vẫn đang 2-1 cơ mà. Cường mà đối đầu. Đối đầu đúng rồi.
đối đầu đối đầu đối đầu thắng. Vào lô đi anh ơi, vào lô đi anh ơi. Đá đến trận đâu đây? Vào lô đi, vào lô đi. Nếu mà vượt 2-0 thì thôi nó thắng luôn. Vào lô trận đi. Thua. Cái trận này anh đâu cũng được. Trận này anh đâu. Thua 2 trận còn lại rồi. Vấn đề gặp đó là cường chứ. Nó mà thằng anh đồng rồi. Ôi. Mày cục tay nó cứng lắm. Đâu ơi, cẩn thận. Kẻ đấy chấn thương đấy. Thế mà nó bảo nó hết sức rồi. Đeo nhiều cái kiểu gì. Đức ơi mày lừa anh à. Hết sức rồi kiểu gì đấy. Được cút gần gì. Nó thành con này nữa thì nó chắc chắn luôn, khỏi phải tính toán. Có nhiều lưới mà đối đầu rồi. Tính nhiều. Tay cổ tay cứng. Đưa đưa đưa. À đưa tay à. Mẹ tay chú quá cứng. Được. Đức phải gặp thằng ấy cơ. Hưng cần kèo lúc ấy. Tí thôi rồi. Qua buốt rồi. Ai? Con vô địch rồi mẹ ơi. Cường không đau đâu rồi, Cường không đau.